Công ty Golden Heal hân hạnh giới thiệu sản phẩm Golden, chiết xuất từ tảo nâu được sản xuất tại Úc, có khả năng hỗ trợ quá trình điều trị ung thư, giảm tác dụng phụ của những lần hóa trị hoặc xạ trị. Ngoài ra, Golden cũng có tác dụng bảo vệ các tế bào tủy xương, giúp tăng cường hệ thống miễn nhiễm, chống hình thành khối u và chống oxy hóa, đồng thời cũng giúp nâng cao sức khỏe toàn diện của cơ thể và giúp làn da được mịn màng, tươi trẻ. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Vietfay TV qua số 0452 067 535 hoặc email vftv2022 gmail.com Có một loài nước mắm thuần khiết sinh ra để làm nên sự khác biệt gói trọn tinh hoa của biển cả đánh thức hương vị đậm đà thường hạn đẳng cấp sang trọng là món quà tình thân ý nghĩa hãy luôn nhắc ta nhớ về cội nguồn nước mắm hoàng gia tinh hoa Đức việt nước mắm hoàng gia hiện nay đã có mặt tại tất cả các tiểu bang trên toàn quốc úc châu với ba kích cỡ khác nhau bao gồm 250 ml, 500 ml và 750 ml. Tại Perth, nước mắm hoàng gia đang được bán sỉ và lẻ tại hệ thống siêu thị MCQ. xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt TV Australia. Kính thưa quý khán giả của Việt TV, tình trạng du học sinh quốc tế bị từ chối visa đến Úc học tập đang ngày càng gia tăng, một sự thất thoát tài chính lớn lao cho các trường đại học. Trong sinh hoạt kinh tế, Bộ trưởng Thương mại cho rằng rượu vàng của Úc sẽ sớm được xuất khẩu trở lại sang Trung Quốc sau khi hai vị bộ trưởng gặp gỡ nhau vào ngày 26 tháng 2 vừa qua. Trong đời sống hàng ngày, một công ty điện tử vừa bị phạt gần 10 triệu đô la vì đã cung cấp những thông tin gây hiểu lầm cho khách hàng. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 10 giờ sáng hôm nay thứ năm, ngày 29 tháng 2 năm 2024 của VietTV. Đầu tiên là tin giáo dục. Tỷ lệ sinh viên quốc tế bị từ chối visa đến Úc ngày càng gia tăng. Theo dữ liệu mới nhất của Bộ Di trú, thì trong 6 tháng đầu năm tài chính 2023-2024, có 80.9% trong tổng số đơn xin thị thực sinh viên quốc tế tại Úc được chấp thuận. Đây là sự giảm hạ đáng kể so với mức 86% trong cùng kỳ năm tài chính 2022-2023 và 91.5% trong cùng thời gian của tài khóa 2021-2022. Việc tỷ lệ đơn xin thị thực sinh viên quốc tế tại Úc giảm, chung với thời điểm chính phủ Albanese công bố chiến lược di cư mới vào tháng 12 năm ngoái, trong đó quy định chặt chẽ hơn đối với những đối tượng xin thị thực du học. Theo đó, các trường cao đẳng và đại học được xếp thành 3 nhóm dựa trên lịch sử gian lận thị thực hoặc các vấn đề khác với sinh viên quốc tế. Những trường thuộc nhóm 1, trong đó có các trường đại học lớn nhất của Úc, sẽ được ưu tiên cấp thị thực. Do đó, việc phê duyệt thị thực cho sinh viên muốn theo học tại các trường nhóm 3 đã giảm 60% trong năm ngoái. Tỷ lệ từ chối thị thực cao sẽ khiến trường bị xếp hạng rủi ro cao. Vì vậy, một số trường hiện đã chặt đơn ghi danh từ một số nước có nguy cơ cao bị từ chối cấp thị thực hoặc hủy COE tức là giấy xác nhận ghi danh được các trường đại học cấp cho sinh viên quốc tế trước khi sinh viên được cấp thị thực. Giám đốc điều hành Hội đồng Giáo dục Đại học ông Troy Williams cho rằng hệ thống di cư mới đang tác động không tương xứng đối với sinh viên Ấn Độ và ảnh hưởng đến uy tín của Úc. Theo dữ liệu của chính phủ, thì tỷ lệ đơn xin nhập học của sinh viên Ấn Độ được chấp thuận trong 6 tháng cuối năm ngoái là 60.8%, giảm tới mức 74.2% trong cùng kỳ năm tài chính 2022 và 84.6% trong cùng thời gian của tài khoá 2021-2022. Tương tự đối với sinh viên nợp hồ, tỷ lệ này cũng giảm xuống còn 47.8% trong 6 tháng cuối năm 2023, từ mức 65.2% trong cùng kỳ của năm tài chính 2022-2023. Người phát ngôn Bộ Nội vụ cho rằng, Úc đang thực hiện chương trình thị thực sinh viên không phân biệt đối xử nhằm hỗ trợ các nhà giáo dục cung cấp nền giáo dục chất lượng cho sinh viên quốc tế. Những người nộp đơn xin thị thực sinh viên được đánh giá dựa trên thành tích cá nhân của họ so với những tiêu chí quy định trong luật di trú của Úc và yêu cầu quan trọng là phải sinh viên có ý định du học thực sự. Người phát ngôn này cho rằng tỷ lệ cấp thị thực sinh viên giảm là do tập trung vào việc chống gian lận và chuẩn bị thực hiện hướng dẫn của Bộ về ưu tiên xử lý. Tín sinh hoạt tài chính, Canberra hy vọng Bắc Kinh sẽ dỡ thuế rượu vang trong vài tuần tới. Bộ trưởng Thương mại Úc John Farrell đã bày tỏ hy vọng Trung Quốc sẽ dỡ bỏ thuế gây thiệt hại cho ngành rượu vang của nước Úc trong vài tuần tới. Bình luận trên được ông Farrell đưa ra sau cuộc hội đàm vào ngày 26 tháng 2 vừa qua với người đồng cấp Trung Quốc Vương Văn Đảo tại Abu Dhabi, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Theo lời ông Farrell, thì các quy trình hiện nay đang được thực hiện đúng tiến độ và kết quả cuối cùng sẽ được đệ trình vào cuối tháng 3, và đó cũng là thời gian mà Trung Quốc có thể dỡ bỏ hàng rào thuế quan đối với rượu vàng của Úc. Nhắc lại là Trung Quốc năm 2020 áp thuế đối với các mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Úc như lúa mạch, thịt bò và rượu vàng khi quan hệ hai nước đóng bằng. Quyết định này được đánh giá là động thái phản ứng sau khi Canberra ngăn các hoạt động gia tăng ảnh hưởng của Bắc Kinh bằng cách từ chối để doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào các lĩnh vực nhạy cảm như 5 cũng như việc cựu Thủ tướng Liên đảng Morrison đã kêu gọi điều tra công khai nguồn gốc virus COVID-19. Giới chức Trung Quốc vào tháng 3 năm 2021 nâng thuế đối với rượu vàng của Úc từ 116% lên 218%. Nước Úc sau đó nộp đơn khiếu nại việc Trung Quốc áp thuế chống bán phá giá rượu vàng nước Úc lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Quyết định áp thuế của Trung Quốc cùng tác động từ đại dịch COVID-19 đã khiến nhiều hãng sản xuất rượu vàng của Úc lâm vào khủng hoảng. Kim ngạch thương mại rượu vàng Úc với Trung Quốc trị giá gần 1 tỷ đô la vào năm 2019, tuy nhiên hiện tại ước tính chưa đến 10 triệu đô la. Nhiều đơn vị sản xuất rượu vang Úc bày tỏ hy vọng có thể quay lại kinh doanh tại Trung Quốc sau khi nước này dỡ bỏ thuế nhập khẩu. Tuy nhiên, Lee Maclon, chủ tịch một tập đoàn rượu vang tại Úc thì cho rằng rượu vang Úc khó có thể lấy lại toàn bộ chỗ đứng trên thị trường Trung Quốc như trước vì người Trung Quốc đang ít uống rượu hơn so với thập kỷ trước. Tin pháp luật đời sống. Một doanh nghiệp điện tử bị cáo buộc lừa đảo khách hàng một doanh nghiệp đấu giá trực tuyến có thể phải nhận hình phạt lên tới 10 triệu đô la sau khi công ty này thừa nhận đã lừa dối người tiêu dùng Úc. Tuy nhiên, họ cũng cho biết đã thực hiện các thay đổi đáng kể để cải thiện dịch vụ của mình. Tập đoàn Thương mại điện tử Grace thừa nhận đã tham gia vào hành vi gây hiểu lầm hoặc lừa đảo cũng như đưa ra những tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu lầm về các chi tiết của xe hơi sau khi Ủy ban Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng ACCC khởi động hành động pháp lý chống lại doanh nghiệp này. Những tuyên bố không chính xác được đưa ra từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, bao gồm sai năm sản xuất của hệ thống chuyển động, liệt kê các tính năng mà xe không có và không đề cập đến những lỗi rõ ràng như hư hỏng xe. Ủy viên Lisa Carver của Ủy hội ACCC cho biết, ít nhất 750 người tiêu dùng đã bị ảnh hưởng do công ty vi phạm luật tiêu dùng. Bà vừa nói, hàng trăm người tiêu dùng có thể đã mua một chiếc xe mà lẽ ra họ sẽ không mua hoặc có thể đã trả nhiều hơn số tiền họ lẽ ra phải trả nếu họ biết thông tin chính xác. Cũng theo lời của bà Cover thì việc mua một chiếc xe hơi thường là một quyết định tài chính quan trọng. Người tiêu dùng dựa vào chiếc xe của họ để đi làm, đi học hoặc các công việc khác và họ có thể dựa vào mô tả trong danh sách đấu giá để đảm bảo tính chính xác. Một số khách hàng đã bị thua lỗ bán lại xe và trả tiền sửa chữa những chiếc xe bị lỗi mà họ đã mua từ công ty. Grace đã hợp tác với ACCC trong quá trình điều tra và cũng đã đồng ý cùng tìm kiếm các tuyên bố hình phạt chương trình tuân thủ và chi phí doanh nghiệp này cũng đã liên hệ với một số khách hàng bị ảnh hưởng để đề nghị khắc phục và ACCC đã chấp nhận cam kết có thể thi hành của tòa án từ Grace về việc cung cấp giải pháp khắc phục cho những khách hàng bị ảnh hưởng nó xảy ra khi HFC đã cảnh báo người tiêu dùng luôn cảnh giác với những kẻ lừa đảo đang tìm cách lợi dụng những khách hàng bằng cách giả vờ liên hệ thay mặt cho Grace để tạo điều kiện hoàn lại tiền. Theo HFC thì khách hàng nên liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp nếu muốn được khắc phục. Tin từ New South Wales, giới hạn tốc độ trong khu vực trường học có thể được giảm bớt tốc độ trong khu vực trường học có thể được giảm xuống khi Bộ Giao thông Vận tải New South Wales đánh giá sự an toàn của trẻ em đi bộ đến trường và đi xe đạp về nhà. Chính quyền tiểu bang New South Wales đã yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải xem xét các lựa chọn an toàn cho người đi bộ gần khu vực có trường học vì dữ liệu mới cho thấy 25% học sinh đi xe hoặc đi bộ đến trường mỗi ngày ở New South Wales. Những thay đổi này có thể bao gồm cơ sở hạ tầng an toàn hơn và giảm giới hạn tốc độ trong và xung quanh khu vực trường học nếu người ta nhận thấy rằng tốc độ đóng một vai trò trong các chấn thương trên đường. Bộ trưởng Giao thông Đường bộ John Graham cho biết, Trẻ em là những người đi bộ quý giá nhất của chúng tôi và chúng tôi muốn có môi trường an toàn nhất có thể để chúng đi lại từ nhà đến trường. Bộ Giao thông Vận tải New South Wales đã được giao nhiệm vụ xem xét các tuyến đường đông đúc được học sinh sử dụng nằm gần các khu vực trường học Văn phòng bộ trưởng cho biết trẻ em có thể dễ bị tổn thương khi đi bộ đến trường bên ngoài khu vực trường học. Transport for New South Wales sẽ tham khảo ý kiến của các bên liên quan khi thực hiện kiểm tra, bao gồm cả việc trao đổi với các trường học và hội đồng địa phương. Sau đây là tin từ Hàn Quốc. Hoa anh đào nở sớm hơn do mùa đông ấm áp bất thường. Mùa hoa anh đào năm nay ở Hàn Quốc dự kiến sẽ nở sớm hơn thường lệ từ 3 đến 6 ngày do mùa đông ấm áp, nhiệt độ tăng cao bất thường so với những năm trước. Tại Hàn Quốc, nền tảng dữ liệu về thời tiết là K-Weather cho biết, hoa anh đào năm nay dự kiến sẽ bắt đầu nở vào ngày 21 tháng 3 trên đảo Jeju, còn ở các khu vực phía nam Hàn Quốc, hoa anh đào sẽ nở từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 3 và ở khu vực nội địa miền Trung là từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4. Người dân ở thủ đô Seoul dự kiến sẽ được chứng kiến hoa anh đào nở đầu tiên vào ngày 2 tháng 4, tức là sớm hơn 6 ngày so với mọi năm. K-Weather cho rằng việc mùa hoa anh đào năm nay đến sớm như vậy là do mùa đông ấm áp bất thường. Tháng 12 năm ngoái nhiệt độ trung bình ở thủ đô Seoul là 1.1 độ C, cao hơn bình thường 0.9 độ C và nhiệt độ trung bình tháng 1 vừa rồi là âm 0.5 độ C, cao hơn bình thường 1.4 độ C. Riêng trong tháng 2 này, nhiệt độ trung bình ở thủ đô Seoul từ ngày 1 đến ngày 20 tháng 2 cao hơn nhiều so với các năm trước là 4.1 độ C, cao hơn bình thường 4.4 độ C. Do hoa anh đào năm nay dự kiến nở sớm hơn so với thường lệ, nên các nhà tổ chức lễ hội hoa xuân, bao gồm cả các chính quyền địa phương, đang gấp rút chuẩn bị cho các sự kiện mùa xuân. Nhưng nếu mùa hoa anh đào đến sớm hơn dự kiến của k Weather, thì công tác chuẩn bị sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Không chỉ hoa anh đào năm nay, hoa mận ở Hàn Quốc cũng nở sớm hơn thường lệ do thời tiết ấm áp bất thường. Hoa mận đã nở vào ngày 15 tháng 1 tại đảo Jeju, sớm hơn 32 ngày so với bình thường do tranh lệch nhiệt độ đáng kể giữa thời tiết lạnh và ấm của khu vực. Tổng cộng có 21 ngày có nhiệt độ giữa trưa trên 10 độ C ở Jeju vào tháng 12 năm ngoái, với nhiệt độ cao lên tới 17 độ C so với mức thấp qua đêm. Cuối cùng là tin về tình trạng thời tiết thất thường tại khu vực miền trung nước Mỹ. Một số người dân ở miền trung nước Mỹ sẽ phải thay đổi trang phục chóng vánh, từ quần short sang quần áo trượt tuyết chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ, do đợt nắng nóng ở khu vực đồng bằng miền trung và miền nam, dần nhường chỗ cho thời tiết lạnh giá đặc trưng vào thời điểm này trong năm. Các nhà dự báo thời tiết cho rằng kiểu thời tiết hiện nay khó lường do biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt đang diễn ra thường xuyên hơn. Giới khoa học cho rằng hiện tượng El Nino cũng góp phần vào những thay đổi bất thường này. Ông Joe Whitman, nhà khí tượng học thuộc Cục Thời tiết Quốc gia Mỹ lý giải, Bức xạ mặt trời kết hợp với gió ấm thổi lên từ vịnh Mexico đã khiến nhiệt độ tại một số khu vực tăng lên mức cao kỷ lục Đợt nắng nóng này sẽ nhanh chóng di chuyển về miền đông nước Mỹ và chấm dứt khi tiến vào Đại Tây Dương vào ngày hôm nay 29 tháng 2. Trong khi đó, các nhà khoa học thuộc Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Môi trường, Cục Quản lý Khí quyền và Đại dương Mỹ cho biết, lượng băng bao phủ trên các hồ đang ở mức thấp kỷ lục. Băng đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái của các hồ nước. Băng giúp chống xói mòn bờ do sóng lớn thường gặp vào mùa đông và bảo vệ trứng của một số loài cá. Theo báo cáo của phòng thí nghiệm trên vào tuần trước, do thời tiết ấm hơn, lượng băng bao phủ trên các hồ đã giảm 5% mỗi thập kỷ, đồng nghĩa đã giảm 25% trong giai đoạn từ năm 1973 đến năm 2023. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin tạm dừng chương trình tin tức của Việt TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt TV Úc Châu vào lúc 1 giờ trưa ngày hôm nay.